Thường thì khi mua một con xe chúng ta có 2 đến 3 lý do để mua nó. Nhưng cái mẫu CX30 này nếu mà so cụ thể với một hai đối thủ thì nó có những cái điểm hơn. Ví dụ như so với Toyota Cross hay HRV thì đâu đó vẫn tìm được những cái điểm hơn, nhưng nhìn tổng thể thị trường với tất cả những cái lựa chọn đang có thì nó hơi bị mờ nhạt. Nếu mà mọi người chỉ đặt cho mình hai tiêu chí chính để lựa chọn mua xe thì cái mẫu CX30 này nó sẽ như thế nào? Đầu tiên là rẻ cũng đẹp thì lấy CX30 hay mẫu xe nào khác. Rõ ràng là CX30 nó không hề rẻ, kể cả giảm giá rồi nó vẫn chưa rẻ. Nếu hai lý do này là chính ý, thì CX30 không thuyết phục. Mazda 3 tôi cho là thuyết phục hơn ở trường hợp này. Ngồi bên trong thì hai con giống hệt nhau, từ cái thiết kế đến những cái cảm giác về không gian nó bí bách giống hệt nhau luôn. Mazda 3 thì nó rẻ hơn cả trăm triệu. Bây giờ bỏ thêm cả trăm triệu để lấy chiếc CX30 này chỉ để gầm nó cao hơn vài cm thì có thuyết phục lắm không? Nhiều anh em thì cứ sợ cạ gầm nhưng mà anh em nào mà có cái nhu cầu tương tự như tôi Sáng đi tối về, thỉnh thoảng đi đường lạ Thì nó cực ít khi bị cạ gầm Có khi 1-2 năm chỉ bị cạ một phát Tỷ lệ là rất nhỏ mà kể cả nó có cạ thì cũng chẳng ảnh hưởng gì Chỉ là đường xấu thì mình sẽ phải đi gión rén hơn Mà đường xấu thì cũng chỉ nên đi gión rén Đường xấu mà anh em phóng nhanh thì nó chỉ tổ phá xe giữa oai cái gì Tiếp theo đẹp cộng rộng đẹp cộng rộng, ở trong cái tầm tiền này thì tôi sẽ nghĩ đến hai chiếc là chiếc HRV hoặc là chiếc CX5 có khi là hợp lý hơn. Nếu mà tầm tiền của CX30 thì sẽ mua được CX5 cái bản thấp, cái bản Deluxe. CX5 thì nó rộng hơn nhiều. Vì cái bản thấp công nghệ của nó sẽ ít hơn chiếc CX30 nhưng tiêu chí ở đây chúng ta cần là nó rộng thì rõ ràng ở đây tôi sẽ mua chiếc CX5, xác nó to hơn, trần cao hơn, nặng hơn, ngồi rộng hơn. Chiếc CX30 này ngồi trong không khác gì ngồi sedan hoặc là lựa chọn HRV. Vì thiết kế HRV nó cũng là một mẫu xe đẹp Thì nó cũng là trong cái tiêu chí này Thậm chí nó có những cái đường nét mà tôi cho rằng nó hài hòa và nhẹ nhàng hơn chiếc CX-30 này CX-30 về tổng thể thì nó rất tinh Nhưng mà có các cái phần ốp nhựa này nó hơi to Nên nó nó giảm đi một chút Và chiếc HRV này ngồi bên trong thì chắc chắn rộng hơn chiếc CX-30 Nếu mà đặt hai tiêu chí này lên hàng đầu thì tôi cũng sẽ không lựa chọn chiếc CX-30 Bây giờ đến điểm quan trọng của chiếc CX-30 này Lái thích cộng trang bị hai lý do này là hai lý do đáng mua nhất của mẫu xe này. Mẫu xe này có động cơ 2.0 giống như trên Sinh 5 nhưng mà xác không tải nó nhẹ hơn Sinh 5 là 109 kg. Khoảng 110 đó thì nó sẽ tương đương với hai người lớn nên là cái độ nhạy chân ga của nó sẽ tốt hơn. Kích thước của nó nhỏ hơn nên lái xe nó cũng linh hoạt hơn. Như anh em trong trường hợp này sẽ nghĩ đến chiếc HRV, động cơ nó cũng mạnh, trang bị nhiều, lái cũng thích. Chiếc HRV ở đây cũng là một lựa chọn hợp lý. Nhưng theo tôi đánh giá nó sẽ là như này. Ngoài cái động cơ mạnh ấy, thì nó còn một cái quan trọng nữa là hộp số. Hộp số trên HRV là hộp số CVT. Nó hơi buồn tẻ. Anh em có thích cái cảm giác sang số của hộp số 6 cấp không? Mình cảm nhận được lúc nó nhảy số, thế mới vui. Hộp số tự động vô cấp nó cứ đều đều. Nhiều anh em thích cái hộp số có cấp nhưng lại thích nó mượt như hộp số CVT. Thì đây là kiểu thích gì? Thì đây là kiểu thích ông già, kiểu thích mà nghe nói, nghe nói hộp số có cấp nó bền nhưng nó phải mượt như CVT với tốt. Mượt đến đâu thì mượt nhưng mà anh em vẫn phải cảm nhận được lúc nó sang số thì nó mới có cảm giác. Hộp số có cấp theo tôi đánh giá là ngon là ngoài cái việc mà nó sang số nhanh và đúng thời điểm thì ở những cái giải tốc độ cao ấy tầm 70 đến 100 ấy nó nên mượt như CVT. Vì ở cái tốc độ cao này mà giật thì người ngồi trong mệt lắm. Nhưng ở các giải tốc độ thấp này từ 30 đến 50 thì nó phải có độ giật nhẹ mà mình phải cảm nhận được điều đó thì nó mới vui chứ hộp số có cấp mà anh em mong ước nó đều đều như CVT ấy thì anh em mua luôn hộp số CVT mà đi cho nhanh Mà CVT bây giờ người ta còn làm giả lập 7-8 cấp cho nó giật giật một tí Nhưng mà nó với tôi là tôi không thích kiểu giả cầy đấy Nói chung là nó phải có cá tính riêng thì mới có người yêu Và đương nhiên mẫu xe này nếu mà chỉ dựa trên hai tiêu chí này Thì tôi đánh giá cao chiếc C30 hơn chiếc Toyota Cross Toyota Cross là một lựa chọn an toàn nhưng nó không được đánh giá cao ở hai cái tiêu chí này Ok, logo và lâu dài Nếu hai tiêu chí này thì nó sẽ không thể bằng Toyota Cross được Chiếc CX-30 này doanh số không tốt Mà đã không tốt thì không biết bao lâu nữa Nó sẽ khai tử tại thị trường Việt Nam Cộng đồng người dùng ít Nếu mà mua một con xe mà xác định sử dụng 5 đến 10 năm Thì theo tôi anh em đừng mua CX-30 Mà hãy mua Toyota Cross Mẫu xe này anh em đi đến 20 năm Có khi nó vẫn tồn tại trên thị trường Mà kể cả nó thay bằng một cái tên khác ấy, Thì cái lượng khách hàng tích lũy bao nhiêu năm ấy, Nó vẫn là quá lớn Thì mọi thứ trở nên đơn giản Nếu nó biến anh em thành một người chơi xe cổ Còn cái logo tota ấy, là logo của những mẫu xe thực dụng, thanh khoản dễ và uy tín. Nhìn vào những cái tiêu chí kết hợp này thì theo tôi vẫn có lý do để anh em mua chiếc C30. Nhưng cái nhóm này nó sẽ không nhiều. cx 30 mà đặt lên bàn cân so loanh quanh với những cái xe tầm tiền đó thì còn nhiều điểm chưa thuyết phục. Tuy nhiên nếu mà nó có đợt giảm giá sâu ý, thì mua cũng được. Không quá rộng bằng xe khác nhưng nó quá đủ dùng để cho một gia đình nhỏ 4 người. Đẹp lãi thích. Ok đợt giảm giá sâu thì hợp lý đấy. Mọi người đánh giá sao? Comment phía dưới phần mô tả nhé.